mắn khi được làm việc chung với rất là nhiều những ban giám khảo khác, có rất là nhiều chuyên môn, và từ đó tất cả chúng tôi cộng lại, cộng sinh lại tất cả với nhau để giúp cho các bạn càng ngày càng phát triển hơn, đẹp hơn và kỹ năng và gọi là mạnh hơn như một chiến binh quân tình. Hãy nghĩ tin chắc một điều là top 70 năm nay sẽ không làm quý vị khán giả thất vọng. Và chắc chắn tập 1 ngày hôm nay đang lên sóng sẽ là một tập vô cùng bùng nổ và rất là nhiều nhan sắc, không những xinh đẹp mà còn thông minh tài giỏi. Xuyên suốt cùng với chị Hồ Hằng Yến và Kim Duyên thì Thủy cảm thấy cũng khá là lo lắng, tại vì đôi khi những cái mùa trước mình tham gia chỉ có một tập thôi, nhưng mà tới mùa này mình phải tham gia xuyên suốt và lại chia đội nữa, giống như là một chương trình truyền hình thực tế thực sự, và cái này cũng khá là căng thẳng. Và tới thời điểm hiện tại thì đối với Thủy thì Thủy trên tinh thần là Thủy sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình tất cả dành cho tất cả các bạn để hỗ trợ các bạn tốt nhất, để các bạn có thể trên con đường đi thi nó trơn tru hơn. Và Thủy không hứa chắc với các thí sinh của mình là có thể làm tất cả gì các bạn, nhưng mà đối với những gì Thủy đang có thì Thủy sẽ làm hết. Chỉ hy vọng rằng sau khi mà kết thúc truyền hình thực tế thì bán kết và chung kết các bạn vẫn giữ cái năng lượng đó, giữ cái phong độ đó để chiến đấu hết mình, để có thể là tỏa hào quang ngay đêm chung kết. Hoa hậu Hoàn Vũ là một cái motif rất là khác, bởi vì Thủy đến đây để chia sẻ, để hỗ trợ thôi. Và khi mà các bạn đạt được giải hoa hậu thì thực ra là cũng không phải công sức của Thủy đâu, tại vì Thủy chỉ gặp các bạn một ngày có nửa tiếng, một tiếng để training thôi. Tất cả đều là công sức của các bạn, và các bạn có bản lĩnh, các bạn đến đây để các bạn đạt được vương miện. Còn Thủy thì Thủy chỉ chia sẻ chút xíu, cho nên cái việc mà dành công sức về mình để tạo ra mà thì chắc là Thủy nghĩ rằng trong như hồi cũng là rất là hiếm. Lần này Thủy ngồi chung với Kim Duyên thì là cũng là một cô gái đã có cơ hội đi thi quốc tế, thì Thủy thì không. Nhưng mà trên tinh thần thì mọi người vẫn willing chia sẻ với nhau những kinh nghiệm, và thấy hợp với đội nào thì cũng đưa vào đội đó. Dĩ nhiên tranh giành cũng sẽ có, không thể nào mà không có tranh giành. Nhưng mà trên tinh thần là cũng là tôn trọng thí sinh, các bạn muốn về đội nào thì các bạn sẽ về đội đó. Còn với Kim Duyên thì Thủy cũng phải học nhiều điều Kim Duyên, bởi vì cô bé đã có kinh nghiệm đi quốc tế. Thật ra thì Thủy cũng ít khi nào cảm giác bị lép vế lắm, tại vì chương trình cần mình á, chương trình mới mời mình, và chương trình biết mình có kinh nghiệm thì chương trình mới muốn mình chia sẻ. Còn nếu mà mình không có gì, nếu mà mình không có thì mình mới sợ bị lép vế, còn mình có rồi thì mình Thủy là chị em bạn bè, giống như là có cơ hội gặp mặt nhau để làm việc cùng nhau thì thấy rất là vui. Thực ra hình ảnh Mau Thủy trong Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam là cũng giống như Thủy ngoài đời vậy đó. Đôi khi rất là vui vẻ, nhưng mà đôi khi cũng rất là cục xúc. Và Thủy, đối với Thủy chơi ra chơi, làm ra làm. Thủy có thể vui vẻ cái thí sinh của mình sao cũng được, nhưng mà khi làm đặc biệt là phải nghiêm túc. Và đôi khi Thủy cũng hơi lớn tiếng chút xíu. Mình thu lại cái sự ghi nhận của các thí sinh. Các bạn có cảm nhận được cái những gì Thủy chia sẻ không? Và nếu mà các bạn cảm nhận, các bạn sử dụng cái lời khuyên đó, thì hy vọng một ngày nào đó các bạn sẽ quay lại nói là ơ chị ơi, quý chị đắm, thì chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Thủy cũng không mong gì mà to lớn lắm đâu. Các thí sinh rất là hồi hộp, và bây giờ Vân cũng rất là hồi hộp cùng với các bạn. Như hôm bao giờ hết thì Vân nghĩ là ngày hôm nay sẽ là một buổi họp báo rất là thú vị, bởi vì sẽ công bố top 70 thí sinh xuất sắc nhất. Và không biết có điều gì đặc biệt hơn nữa thì quý vị hãy đón theo dõi nhé. Phải nói là năm nay thì thấy chất lượng thí sinh các bạn rất đẹp, rất là tuyệt vời, và có cái sự đầu tư chuẩn bị rất là chu đáo, rất là chỉnh chu. Và khi mà các bạn đến thì các bạn rất là tự tin và rất là nhiều lửa và nhiệt huyết. Thì Vân chắc chắn là mùa Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay sẽ là một mùa rất là bùng cháy. Vân nghĩ là Hoa hậu Hoàn Vũ thì đó là một cái cuộc thi mà tất cả chúng ta đều rất là yêu thích, và cũng như là rất là nhiều quý khán giả yêu thương và ủng hộ. Thì hơn bao giờ hết thì Vân lúc nào cũng mong là sức nóng của Hoa hậu Hoàn Vũ vẫn luôn như thế, và càng phải bùng cháy hơn nữa và không bao giờ được giảm nhiệt. Nếu như mà nói một cô gái mà kế nhiệm Vân, Vân nghĩ là chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái tổ chức. Và cùng với đó là hơn bao giờ hết thì Vân nghĩ là ngoài cái việc là Vân muốn, thì Vân nghĩ là đó là một cái tiêu chí của mỗi năm cũng sẽ khác nhau. Và năm nay thì Vân tin chắc rằng ban giám khảo sẽ rất là khó khăn để mà lựa chọn ra hoa hậu.